Kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là những bộ dây loa quân sự mạ bạc rất là chất lượng và với giá vô cùng là hấp dẫn. Thì nhìn bên ngoài rất là đơn giản, mộc mạc, không khác cái dây điện. Đó, nhiều người nói đây là dây điện thì cũng đúng thôi. Đây thực chất không phải dây điện và cũng không phải là dây loa, mà đây thực chất là những cái sợi dây tín hiệu radar được dùng trong quân sự của Nhật mà chúng tôi thu mua được với giá rất là tốt. Đó. Thế nhưng mà có một cái điều rất là bất ngờ, chính là cái chất lượng của những cái bộ dây này đem lại. Những cái bộ dây này đem lại cái chất lượng rất là vượt trội. Sau khi chúng tôi test và những khách hàng của chúng tôi sử dụng và đều cho cái đánh giá rất là cao về những cái sợi dây như thế này. Đó, bởi độ chi tiết, độ sắc nét và độ trung thực của những bộ dây loa này đem lại thật sự khiến nhiều người không thể nào mà hình dung ra được vì sao những cái sợi dây nhỏ như thế này mà lại có được cái chất lượng nó như vậy. Thì đây là một cái mẫu mà tôi cắt cho quý vị và các bạn cùng xem này. Đó, cái dây này rất là mềm, nhìn sờ bề ngoài rất là trơn bề mặt như thế này. Cái dây chịu nhiệt rất là tốt nhé. Quý vị các bạn có thể dùng bật lửa để đốt thử xem, cái tính chịu nhiệt rất là tốt. Và theo như bật mí thì nó cái vỏ được làm bằng teflon, vừa tác dụng chống cháy và chống nhiễu bề mặt rất là tốt. Đó, cái thứ hai nữa là đây là dây đồng mạ bạc nhé. Đó, quý vị có xem cái nát cắt của nó ánh đồng đỏ này. Và được mạ bạc trắng tinh như thế này. Đó. Đặc biệt là những sợi đồng này quý vị có thể nhìn này. Rất là mềm và mảnh đấy, các bạn nhìn này, sợi đồng rất nhỏ, cực kỳ là nhỏ. Đó. Chính vì những cái sợi đồng tơi nhỏ như thế này, và cái độ chắc chắn là cái độ tinh khiết nó rất là cao. Đó, thì giúp cái truyền tải tín hiệu nó không suy hao. Và âm thanh ra nó trung thực và sắc nét. Đó. Những cái mẫu như này có tiết diện là 1,5 ly. Quý vị các bạn sử dụng cho loa toàn giải hoặc loa bát 20 rất là hợp, đặc biệt là loa toàn giải cho cái độ sắc nét, cái độ chi tiết của những nhạc cụ quý vị các bạn khi nghe loa toàn giải rất là hay. Đó, một bộ dây loa như thế này, chiều dài 2 m, tôi để cho quý vị các bạn giá là 230.000 đồng nhé, miễn phí vận chuyển cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn không nghe nhầm đâu, giá là 230.000 đồng một bộ dây loa như thế này. Dây loa quân sự mạ bạc được miễn phí vận chuyển, dài 2 m, một bộ hai vế cho hai loa nhé. Còn một bộ 2,5 m có giá là 280.000 đồng nhé. Quý vị và các bạn sẽ được miễn phí ship trên toàn quốc. Đó. Còn quý vị và các bạn nếu như thắc mắc là những cái sợi dây này nhỏ quá, nếu như quý vị và các bạn sử dụng cho loa công suất lớn như bát 25, 30 thì sao? Thì tôi có một cái cấu hình như này cho quý vị và các bạn, đó chính là tôi test hai sợi thành một. Đó, thì mỗi cái này sẽ có cấu hình sẽ khoảng tầm 3 ly. 3 ly. Đó, cho chơi loa bát 20, à 25, 30 rất là hay. Nếu như quý vị và các bạn yêu thích những sợi dây như thế này, muốn sở hữu những cái bộ dây loa quân sự như thế này thì vui lòng liên hệ số điện thoại tôi để phía dưới nhé. Nói thật là những cái mẫu dây như này nhiều lúc có tiền chứ chắc đã mua được đâu, là bởi vì rằng đây là dây bãi, chúng tôi thu mua được số lượng không nhiều. Cuối video này xin được chia sẻ một số hình ảnh cái bộ dây loa tôi đít cho anh Tăng ở Kinh Môn, Hải Dương. Anh đặt bộ dây loa để hát karaoke. Anh có gọi điện cho tôi tư vấn bộ dây loa một cái tầm giá nó hợp lý để anh hát karaoke và có lắp đầu jack Neutrik như thế này. Thì cũng chia sẻ để anh có thể hình dung ra được sản phẩm trước khi mình nhận hàng sẽ như nào. Đó, một bộ hoàn thiện cho anh Tăng ở Kinh Môn, Hải Dương. Chúng tôi làm rất là cẩn thận, test dây và lắp đầu jack rất là cẩn thận. Đặc biệt là những cái bộ dây loa này quý vị và các bạn lắp cho loa karaoke ấy, cái giải chung nó rất là hay, rất là sáng. Khi hát cực kỳ nó hay nhá. Một lần nữa quý vị và các bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ số điện thoại tôi để phía dưới nhé.
Rất vui được phục vụ quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc.